Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Đây là con smartwatch có giá 1 triệu mà nó làm cho mình cực kỳ bất ngờ. Phải nói từ trước đến giờ mình đã làm khá nhiều con giá rẻ rồi, nhưng con này là con đẹp nhất mà mình từng được trải nghiệm. Nếu như các bạn để ý kỹ vào cái con smartwatch này á, thì nó nhìn cực kỳ giống với con Huawei Watch 3 mà mình đã từng chia sẻ đến cho các bạn. Từ cái thiết kế bên ngoài, từ cái giao diện mặt đồng hồ cho tới cái dây đeo này, thì nó đều toát lên một cái vẻ cao cấp, cho tới cái cảm biến để đo nhịp tim như thế này. Các bạn thấy xịn chưa ạ? Với mức giá 1 triệu mà chúng ta có con smartwatch như thế này. Và cái build ở bên ngoài của nó cũng là kim loại luôn. Và đó là tất cả những thứ ở bên ngoài thôi. Và giá bán của nó ấy thì là 50 đô. Nhưng mà khi các bạn nhập cái mã mà mình để phía bên dưới phần mô tả của video vào thì chúng ta sẽ được giảm giá đi đôi chút. Tức là nó về chỉ còn là 1 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn về con smartwatch này nhá. Đầu tiên thì nó có những gì ở bên ngoài mình đã nói rất rõ rồi. Nó giống con gì, thiết kế ra sao, dây đeo như thế nào. Và chúng ta sẽ đến với cái màn hình ở đây. Đây là một cái điểm mà mình thấy rất đáng giá ở phân khúc tầm giá 1 triệu này, khi mà nó được sở hữu tấm nền IPS. Nhưng mà màu của nó rất là trong, màu đen nhìn cũng rất sâu. Nếu như các bạn để ý không kỹ vào thì các bạn còn tưởng đây là màn hình OLED cơ. Nó chỉ khác OLED ở cái điểm đó là cái màu sắc nó sẽ không được quá là rực. Nhưng mà cái màu đen này rất sâu và tất cả các chi tiết thì nó đều thể hiện là sắc nét khi mà chúng ta để ở những cái màn hình như thế này. Còn khi mà các bạn đi vào trong phần setting á, thì do là cái phông chữ của nó làm vẫn chưa tốt, thế nên các bạn vẫn sẽ thấy điểm rỗ. Nhưng đây cũng sẽ là cái điểm chấp nhận được, và chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây là ngôn ngữ Việt Nam. Thì đây cũng là một cái điểm nữa mà mình đánh giá cao trên cái chiếc đồng hồ này. Bởi vì khi nó đã có ngôn ngữ Việt Nam thì các bạn cũng sẽ không còn lo đến cái việc đó là bị lỗi phông ở những cái thông báo nữa. Những cái thông báo về Facebook, về tin nhắn, về này thế kia có ngôn ngữ Việt Nam thì nó sẽ hiển thị một cách rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ có đây là ba cái phím, thì bên trên bên dưới sẽ là hai phím chức năng, và ở giữa thì nó sẽ là một cái núm xoay Digital Crown. Và nếu như các bạn nghe nhá, khi mà mình bấm mình xoay này nó sẽ có cơ, và khi chúng ta xoay nó sẽ có tiếng tách 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 tách, nghe rất đã tai. Tiếng này không phải là tiếng digital nhá, nó là tiếng cơ thật đó các bạn. Khi mà xoay lại, trời ơi nó sướng kinh khủng. Và khi các bạn xoay nó cũng sẽ là cái thao tác để chúng ta chuyển qua những mặt đồng hồ, và các bạn cũng sẽ có rất nhiều những mặt đồng hồ đẹp ở đây. Nói chung là đây là một con smartwatch nó làm cho mình rất hài lòng ở cái tầm giá 1 triệu này. Nếu như các bạn đang thắc mắc về những cái đo về sức khỏe thì nó sẽ làm được những gì, thì đây chúng ta sẽ có những bài này, qua chạy bộ này, chạy này, đạp xe, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ, bóng đá. Và ngoài ra những thứ như là đo SPO2 hay là những cái bài đo nhịp tim thì cái đồng hồ này nó cũng có luôn. Thậm chí nó cũng sẽ có thể hiển thị cho chúng ta cái thông tin thời tiết ở trên cái đồng hồ này luôn. Và tất nhiên thì các bạn sẽ phải pair với những chiếc điện thoại thì nó mới có thể hiển thị được thông tin thời tiết cho chúng ta nhá. Như ở đây thì mình đã kết nối với chiếc iPhone 13 của mình. Cái ứng dụng để chúng ta có thể ghép nối thì nó sẽ là ở đây là Wear Pro. Thì khi mà kết nối vào đây thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều những tính năng để có thể tinh chỉnh ở trên điện thoại. Như là chúng ta có thể sử dụng cái đồng hồ này để sử dụng tính năng chụp ảnh này. Khi mà các bạn bấm vào đồng hồ, đó là chiếc điện thoại của chúng ta, nó sẽ chụp xịn đúng không ạ? Và hơn nữa thì chúng ta còn có thể là bật những thông báo liên quan tin nhắn này, thông báo cuộc gọi này, hay là đưa tay lên để làm sáng màn hình thì nó cũng rất là đầy đủ. Theo những dõi nhịp tim này, đo điện tâm đồ này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng cái đồng hồ này để có thể làm những tác vụ nghe gọi nữa. Các bạn có thể bấm gọi ở ngay bên trên đây chứ không. Nhưng do chiếc iPhone của mình chưa gắn SIM thì nó sẽ không thể gọi được. Và chúng ta có thể test qua Messenger hay các thứ, thì mình thấy rằng cái loa ngoài của nó rất là chất lượng. Và nó không giống như những cái smartwatch thông thường như chúng ta đã từng thấy. Ví dụ như là kết nối để nghe gọi thì nó sẽ chỉ dùng để nghe gọi thôi. Thì cái đồng hồ này nó còn có thể làm giống như một cái loa Bluetooth các bạn ạ. Khi mà mình bấm nhạc ở trên điện thoại đúng không ạ, thì nó lại là nhạc ở trên cái đồng hồ này. Mình sẽ cho các bạn nghe thử nhá. Đây, các bạn thấy không ạ, mình đưa ra này. Và do vấn đề về bản quyền nên là mình sẽ không thể để cho các bạn nghe quá lâu được nhá. Nói chung đây là một con đồng hồ rất là đặc biệt ở phân khúc tầm giá 1 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có thêm ở trong đây đó là dây silicone nếu như các bạn không muốn dùng cái dây dạ da như thế này. Ok đúng không ạ? Và có một điểm đặc biệt nữa, đấy là với con đồng hồ này á thì nó sẽ sử dụng sạc không dây nha các bạn. Sạc không dây chứ không phải là sử dụng cái sạc kiểu chấu nam châm giống như những đồng hồ khác. Nên nó lại tạo ra cho chúng ta một cái vẻ nữa rất là cao cấp.
Ok, ngoài cái đồng hồ này ra thì mình còn có thêm một chiếc đồng hồ nữa ở đây với mã là BWHL4. Thì con này cũng sẽ có mức giá là 50 đô giống tương tự như con vừa nãy, nhưng thiết kế của nó thì sẽ classic hơn. Nó sẽ phù hợp cho những người lớn tuổi, ví dụ như phụ huynh của chúng ta, chứ với người trẻ trẻ như mình này đeo thì nó sẽ không hợp. Bởi vì nó sẽ được sử dụng dây kim loại ở đây và sẽ có màu vàng. Tất cả những chức năng của con đồng hồ này thì sẽ giống tương tự như con đồng hồ vừa nãy thôi. Nó chỉ khác biệt ở phần thiết kế, khi mà nó sẽ có ở ngoài cho chúng ta là một cái màu sắc màu vàng, và chúng ta cũng sẽ có luôn thiết kế kim loại ở bên ngoài này, cảm ứng, và nó cũng sẽ hỗ trợ tiếng Việt giống tương tự như con kia. Thế nhưng mà nó sẽ có những điểm khác biệt ở đây là gì? Thứ nhất, nó sẽ chỉ có duy nhất một tùy chọn dây, đó là dây thép như thế này mà thôi. Đó, thế nên nó sẽ phù hợp với người lớn tuổi. Thứ hai, đó là nó sẽ cho chúng ta ở đây, đó là cái sạc bằng chấu nam châm nhá. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ sử dụng sạc chấu nam châm ở đây. Thế nên rằng là về cái công nghệ thì có thể nó sẽ không bằng cái con kia, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ sạc nhanh hơn rất nhiều so với cái con bên này. Đó, sạc có dây lúc nào cũng nhanh hơn sạc không dây, và mình đã thử kiểm chứng rồi và mình thấy được cái điều này. Tất cả những cái app yếc trong này thì chúng ta cũng có thể mở rất là dễ dàng ở bên đây, setting các thứ này, rồi có thể điều khiển được âm nhạc các thứ, do là mình chưa chuyển sang tiếng Việt thôi nhá, chứ nó có sẵn đấy. Và còn một cái điểm nữa, đấy là với con đồng hồ này á thì nó sẽ có cho chúng ta tùy chọn là màu vàng này, màu đen này, và một cái màu gì nữa mình không nhớ lắm, và nó sẽ có kháng nước IP67. Trong khi đó thì với con đồng hồ này thì nó sẽ có là kháng nước IP68, nó sẽ nhỉnh hơn một tí ở phần chống nước. Nhưng nói chung rằng là với khả năng kháng nước này thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ chỉ sử dụng để rửa tay thôi, chứ đừng có mang nó xuống hồ nhá, nó chết bao giờ không biết đâu. Đối với cái con màu vàng này, do là cái dây của nó hơi đặc biệt một tí, nên là các bạn cũng sẽ có thêm luôn cả một cái tool để có thể fix lại được cái chiều dài của cái dây này, có thể tháo bớt mắt ra để có thể phù hợp với cổ tay của những người nho nhỏ một tí. Đó, thì đấy cũng sẽ là những điểm đặc biệt, và đây là dây sạc của nó nhá. Nói chung đây là hai con smartwatch mà nó để lại cho mình rất nhiều ấn tượng khi mà mở hộp ra, khi mà trải nghiệm, đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ chúng ta khả năng đàm thoại luôn các bạn ạ. Nó chỉ thiếu mỗi cái là không gắn được sim nữa thôi, mà gắn được sim thì rất khó để có được kháng nước ở trong cái tầm giá này. Và các bạn thấy sao về hai con đồng hồ này? Theo các bạn thì con nào sẽ đáng mua hơn? Theo mình thấy là con đen này ngon hơn, bởi vì nó rất rất giống với con Huawei. Đó. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio, và link để mua hai con này thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.